Dạ con chào ngoại. Dạ ngoại, ngoại ơi, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? 70. Dạ ngoại đang bán gì vậy ngoại? Ngay giao bánh cải rồi vậy con. Dạ ngoại bán con nhiêu đây thôi hả ngoại? Bán bữa nhiêu. Dạ dạ bây giờ một ngày là ông nội bán được bao nhiêu tờ? Một ngày thì 100. Dạ. Dạ con chào ngoại. Ngoại năm nay ngoại mấy mươi rồi ngoại? 72 chú. Dạ ngoại bán dây số với bán chuối hả ngoại? Dạ. Dạ. Dạ con chào nội. Nội nội bán gì vậy nội? Bán tài cốc cổi. Dạ nội bán con nhiêu đây thôi hả nội? Dạ. Nội năm nay nhậu được mấy mươi rồi nội? 70. Dạ. Dạ con chào ngoại. Ngoại ơi ngoại bán gì vậy ngoại? Giao cải nè, bán dạ. Dạ ngoại bán con nhiêu đây thôi hả ngoại? Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? 88. Dạ. Dạ con chào ngoại. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? 85. Dạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 27 tháng 10 của 27, 28 gì em quên rồi, năm 2024. Hiện tại bây giờ thì em đang ở tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của anh Chí, là một nhà hảo tâm rất là quen thuộc và qua kênh của em, thì buổi sáng hôm nay em lại tiếp tục thay mặt anh ấy mang theo tấm lòng của anh ấy là 10 triệu để tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi, để trao tấm lòng của anh Chí đến với những hoàn cảnh khó khăn đó. Bên cạnh đó là những cái máy giảm pháp của anh Chí mà gửi cho em để em gửi đến với cho nội ngoại bớt phần nào nỗi vất vả trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay em sẽ mời anh Chí cũng như cô chú anh chị đi đến một cái ngôi chợ có tên là chợ Ô Môi thì vậy. Theo em xem bản đồ là vậy thôi chứ em không biết nha, ở tại thị xã Tân Châu này. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng vào trong chợ chung với em nha. Em cũng không biết là em nói đúng tên chợ không nữa. Thì chợ này nó như nó nằm ở một trong một cái con đường nhỏ. Đường em đang đi là đường Nguyễn Tri Phương. Chợ này thì ngày hôm qua em thấy người ta bán rất là đông. Ngày thứ hai chắc có lẽ hơi vắng hơn. Hôm qua là chủ nhật. Dạ con chào ông nội. Ông nội ơi, ông nội bán gì vậy ông nội? Dạ bán vé số hả? Ông nội năm nay được mấy mươi rồi ông nội? 70 mấy. Ông nội được 75 không? Ông nội có thể mở nón với mở khẩu trang cho con hỏi thăm chút xíu nha. Dạ, bây giờ một ngày là ông nội bán được bao nhiêu tờ? Một ngày thì 100. Dạ, ông nội bán ít dữ gì ông nội? Rồi, vậy bán ở đây cũng bán. Dạ, mà ông nội bán về ông nội có lo cho ai trong gia đình không? Không. Dạ, ông nội ở với ai? Có mình một. Dạ, bà nội đâu rồi ông nội? Rồi, hồi nhỏ lớn không có... Không có gia đình. Bữa nay gặp ông nội là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ông nội. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ông nội nha. Dạ. Ông nội đếm giùm con xem chú Chí tặng ông nội bao nhiêu. Bữa nay ông nội nhận được phần quà, ông nội cảm giác như thế nào? Bác mình. Ông nội có nhắn gửi gì với chú Chí không? Rồi, chú ông nội chú hết rồi, bạn cảm ơn lòng hảo tâm của chú Chí. Dạ. Cái thứ hai nữa là chúc chú Chí và thân quyến gia đình là an khang thịnh vượng. Dạ. Sức khỏe dồi dào. Cảm ơn ông nội. Dạ, gửi lời thăm là bà con luôn. Cảm ơn ông nội. Ông nội cho con hỏi thêm một câu nữa nghe. Ông nội có bên đạo Phật không? Có. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho ông nội một cái máy nghe giảng kinh Phật nữa. Rồi. Dạ, ông nội thích không? Dạ, thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ông nội luôn nha. Rồi, rồi. Dạ. Cảm ơn. Dạ, rồi. Chúc ông nội sẽ bớt vất vả, bán hết sớm về sớm. Rồi, rồi, dạ. Cảm ơn con. Với tấm lòng chú Chí, con xin phép chào ông nội nha. Dạ.
Nói về thị xã Tân Châu á, cô chú anh chị, là một trong những nơi mà về chạy xe lôi đạp á là cũng nhiều, rất là nhiều, giống như là ở tại thành phố Châu Đốc vậy đó. Hôm qua thì em có bắt gặp một đoàn xe lôi, dạ, mà chở những du khách ngoại kiều đi theo tour. Có thể nói số lượng mà du khách mà đi đến đây, em qua em thấy xe lôi tập trung lại đâu đó là khoảng 70-80 chiếc. Số lượng rất là kinh hồn luôn, rất là hay luôn, nhưng mà em chưa kịp quay thì những du khách đã lên xe đi hết rồi. Dạ, ở đây là đường gì? Nguyễn Công Vàng thì phải. Ở đây có một cái ngôi trường, thành ra cũng khá là đông. Trong buổi sáng nội ơi. Dạ con chào nội. Nội ơi, nội bán gì vậy nội? Dạ nội năm nay nội được mấy mươi rồi? 74 rồi hả nội? Cá này là nội mua bán lại hả? Dạ, còn một ngày nội bán về nội trừ chi phí thì nội còn được bao nhiêu? Lời đó hả? Dạ, lời được dạ, bao nhiêu? Ngàn nha. Ít dữ vậy nội? Dạ. Mà nội lợi ích như vậy thì nội có lo cho ai trong gia đình không? Không. Dạ, bây giờ nội ở với ai? Hai vợ chồng với một thằng. Dạ. Mà thằng nó cũng đi làm nữa. Dạ, ông nội được mấy mươi rồi nội? Cũng bằng tuổi rồi. Dạ. Thì bữa nay gặp nội là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Chí, là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như nội. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho nội nha. Đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho nội. Cảm ơn con nha. Nội đếm giùm con xem chú Chí tặng nội bao nhiêu. 500. Dạ, bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Mừng. Nội có nhắn gửi gì với chú Chí không? Cảm ơn chú Chí. Dạ. Chúc chú Chí nhiều sức khỏe. Cảm ơn nội. Nội cho con hỏi thêm một câu nữa nghe. Nội có bên đạo Phật không? Có bên đạo Cao Đài. Dạ, chúc nội giữ gìn sức khỏe. Con xin phép chào nội nha. Bye bye nha. Dạ. Bán hết sớm về sớm nghe nội. Cho cái máy ăn số 1. Dạ, con chào ngoại. Mày ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán tép, bán thúi, bán thua. Dạ, ngoại bán có nhiêu đây thôi hả ngoại? Bữa nay không có cá, thường ơi, bữa nay ít. Dạ, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? 68. Dạ, rồi một ngày ngoại bán này ngoại trừ chi phí thì ngoại còn được bao nhiêu? Cái này là đồ già của ngoại không ạ? Dạ, bữa nào bán hên lắm được nhiêu ngoại? Hên lắm là được 500-600 nha. Dạ, còn bữa nào mà xui xui? Xui xui thì 200-300. Dạ. Dạ. Hoàn cảnh gia đình của ngoại có khó khăn không? Đủ ăn đủ xài, chứ giờ dư thì có dư, thiếu thì không thiếu. Dạ, mà bây giờ ngoại ở với ai? Ở với thằng con trai của bà. Dạ, còn ông ngoại đâu rồi ngoại? Ông ngoại về, ông ngoại đưa ông ngoại lên bán, ông ngoại về. Dạ, ông ngoại được mấy mươi rồi ngoại? Cũng tuổi với bà ngoại. Dạ, bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Chí, là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Dạ, ngoại cảm ơn con. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Vậy là ngoại vui sướng lắm. Dạ, ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Ngoại cũng có đâu lời cảm ơn nha mấy chú. Dạ, ngoại cho con hỏi thêm một câu nữa ha. Dạ. Ngoại có bên đạo Phật không? Ngoại có bên đạo Phật không? Đạo ngoại đạo Phật. Bữa nay con xin chú Chí tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ. Ngoại thích không? Thích. Dạ. Ngoại đạo Phật. Dạ. Đây cũng là tấm lòng của chú Chí. Dạ, tặng cho ngoại luôn nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Ngoại giữ gìn sức khỏe. Bán hết sớm về sớm nha ngoại. Dạ. Dạ. Xin phép chào ngoại. Cá bự thì nó bay trong máy rồi chị.
Dạ, con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Dạ, ngoại bán có nhiêu đây thôi hả ngoại? Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? Dạ, còn một ngày ngoại bán về ngoại trừ chi phí thì ngoại còn được bao nhiêu? Dạ, lợi ích vậy đó hả ngoại? Dạ, 20 ngàn thì chỗ nha. Bây giờ ngoại ở với ai? Ông ngoại đâu rồi ngoại? Dạ, bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho ngoại nha. Cảm ơn chú nhiều lắm á. Ngoại đếm giùm con xem chú Chí tặng ngoại bao nhiêu. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Ngoại có nhắn... Dạ. Dạ, ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Là người đã tặng cho ngoại đó. Dạ. Dạ, ngoại cho con hỏi thêm một câu nữa nghe. Ngoại có bên đạo Phật không? Vậy thì con xin chú Chí tặng cho ngoại thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật. Ngoại thích không? Dạ. Dạ, thì đây cũng là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại cái máy nghe kinh nha. Dạ, ngoại giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cảm ơn ngoại. Máy hết sớm về sớm nha ngoại. Dạ. Tôi xin phép chào ngoại. Nãy em tặng cho ông nội có một cô bé bao nhiêu số đứng không? Coi suốt rồi nghe cũng đi cụ đồn hết ở nguyên cái khu vực này, những người bán vé số lại khá là nhiều luôn. Nó khó trong cái việc mà em hỏi nhưng đây là trường tiểu học Long Hưng, đây là cổng sau của chú anh chị. Chợ này so ra này rất là sơm luôn của chú anh chị nha. Các cô chú anh chị là bán ở hai bên bên đường. Bây giờ là 7 giờ đây. Bán năm nay bán được mấy mươi rồi bác? Năm chín. À dạ, rồi chú bị như thế nào mà chú ngồi xe lăn vậy? Cài biến. Dạ, chú bán vé số hả? Bây giờ một ngày chú bán được bao nhiêu tờ? Có mấy chục tờ. Dạ, chú bán ít gì vậy thì chú có lo cho ai trong gia đình không? Có một đứa cháu mình lo cho nó. Dạ. Nó còn nhỏ. Dạ. Vậy là chú không có vợ con hả? Không. Dạ. Ở mình nè. Bữa nay thì gặp chú là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh kém may mắn do bệnh như chú. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho chú nha. Cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn chú Chí nha. Cảm ơn chú. Dạ, chúc chú sẽ phục hồi được phần nào sức khỏe của mình nha. Dạ. Cảm ơn chú Chí. Dạ, chú bán hết sớm về sớm nha. Chú cho con hỏi một câu nữa nghe, chú có bên đạo Phật không? Đạo Phật Đài. Dạ, yeah. Chúc chú phục hồi sức khỏe. Dạ, yeah. Cảm ơn chú Chí luôn, cảm ơn anh. Dạ, yeah. Cảm ơn chú. Nhiều khi em thấy chợ này bán còn đông hơn chợ ở thị xã Tân Châu nữa. Lần trước á, em đi thị xã Tân Châu á,
nó rất là rộng luôn, chợ nó rộng dữ lắm luôn, nhưng mà em thấy người bán không có đông đúc như chợ này. Chợ này đa số người ta ngồi chùm hổm dưới đất không mà cô quý anh chị. Dạ con chào nội. Nội ơi, nội bán gì vậy nội? Bán ga, bán đồ này vậy cậu, chứ đâu có gì đâu cậu. Dạ nội chị... năm nay nội được mấy mươi rồi? Mới có 67 hả cậu? Dạ. Dạ rau này là nội mua bán lại hay đồ nhà nội? Cái này mua của người ta chứ không có ở nhà, không có mặn cả. Dạ. Không có đồ nhà cậu. Dạ. Còn mua không à? Dạ. Vậy một ngày mà nội bán cái này nội trừ chi phí thì nội còn được bao nhiêu? Đợi bán nhiêu ăn hết nhiêu rồi, đâu có biết nhiêu đâu. Dạ. Bây giờ nội ở với ai nội? Ở với nhỏ em cứ năm trong nhà. À nội không có gia đình hả? Dạ, em rồi sống độc thân. Dạ. Thì bữa nay gặp nội là cái duyên nha. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn cậu. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú dạ. Ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như nội. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho nội nha. Dạ, cảm ơn cậu. Dạ, nội đếm giùm con xem chú Chí tặng nội bao nhiêu? Được 400. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Cảm ơn cậu ạ. Dạ, nội có nhắn gửi gì với chú Chí không? Chú đâu biết gì mà lại nhắn gửi, cảm ơn. Dạ, nội dạ. Ơi nội mở nón giùm con cái nghe cho con hỏi thăm chút xíu nữa. Dạ, nội có, dạ, nội có bên đạo Phật không? Có bên đạo Phật. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho nội thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ. Nội thích không? Dạ, nội có thích nghe không? Cũng nghe, ở nhà cũng nghe, cũng nghe hoài à cậu. Dạ, thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho nội luôn nha. Dạ, máy nghe kinh. Dạ, chúc nội sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú ấy nha. Dạ, cảm ơn cậu nhiều. Dạ. Dạ. Con xin phép chào nội. Dạ. Bán phải sớm về sớm nghe nội. Dạ. Ở đây thì hết cái hướng chợ bên đây thì sẽ qua cái hướng tẻ bên kia. Dạ con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Đó nè, đó dạ. Chú thấy rồi. Ngoại bán còn nhiêu đây thôi ha. Yeah. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? 6 năm rồi. Dạ, còn cô ha. Dạ. Hoàn cảnh gia đình của mình có khó khăn không cô? Có hai ông bà. Dạ. Bác trai được mấy mươi rồi cô? Hả? Dạ, bác trai được mấy mươi rồi? Ông tới ông 60, ấy ông 7 mấy à, ông lớn tôi tới 7 tuổi mà. Dạ. Rồi, chúc cô duy trì sức khỏe nha. Dạ. Dạ, xin phép chào cô. Dạ, con chào cô.
Dạ, cô năm nay cô được mấy mươi rồi cô? 37 rồi. Dạ, cô đang bán gì vậy cô? Bán cá rồi nè. Dạ. Cá. Cá. Đều giao lại rồi. Dạ. Cá này là cô mua bán lại hay đồ nhà vậy cô? Dạ. Rồi một ngày mà cô bán cái này cô trừ chi phí thì cô còn được bao nhiêu? Lời cũng được cái mấy trăm. Dạ. Mà cô lời ít như vậy thì cô có lo cho ai trong gia đình không? Có con trai nó đi mằng, nó mướn rác, nó mằng rồi dạ. Đi bán bậy nó. Dạ. Còn bác trai được mấy mươi rồi cô? Hả? Bác trai được mấy mươi rồi cô? Ông chết lâu rồi, ông chết mấy năm nay rồi. Dạ. Chết đó 5-7 tuổi. Dạ. Rồi bữa nay thì gặp cô là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như cô. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có phần lì xì nho nhỏ tặng cho cô nha. Dạ. 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 Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Cô có nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ. Với cô cho không con biết gì nói hết trời. Dạ. Với cô cho con hỏi thăm một cái nha ha. Dạ. Vô 100.000 vậy. Dạ. Là cô có bên đạo Phật không? Dạ. Cô có bên đạo Phật không? Có, bên đạo Phật giáo. Dạ. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho cô một cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Dạ. Cô thích không? Thích. Dạ. Cô cũng có cái cho cái hư rồi. Dạ, nó hư rồi ha. Dạ. Đây là tấm lòng của chú Chí. Dạ. Dạ. Tặng cho cô luôn ha. Mấy đứa chỉ xài chứ. Dạ. Chúc cô sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú Chí nha. Dạ. Dạ, tôi xin phép chào cô nha. Dạ, con chào cô. Cô năm nay cô được mấy mươi rồi cô? 23. Dạ, chúc cô bán hết sớm về sớm nha. Cảm ơn cô. Dạ, con chào ngoại. Ngoại năm nay ngoại mấy mươi rồi ngoại? 72 chú. Dạ, ngoại bán vé số với bán chuối hả ngoại? Bán số, bán chuối. Dạ. Ngoại bây giờ ngoại ở với ai ngoại? Ở mình với còn thằng con mới đi làm. Không, ông ngoại, ông ngoại đâu rồi ngoại? Mất hai mấy năm rồi. Bữa nay con xin chú Chí ở Mỹ sẽ tặng cho ngoại một phần lì xì nha. Dạ, đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại ngày hôm nay. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Chí ở ngoài Mỹ nha. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Với con sẽ xin chú Chí. Dạ, tặng cho ngoại thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật. Ngoại thích không? Thích, thích. Dạ. 70 mấy tuổi, dạ. Con còn nghèo quá, phải giá lo đi bán. Dạ. Đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại thêm một cái máy nghe kinh nha. Rồi, cảm ơn chú Chí nhiều nha. Dạ. Chúc ngoại sẽ bớt vất vả, bán hết sớm về sớm nha. Mình xin phép chào ngoại. Dạ. Dạ. Bị nhạc bản quyền người ta em không có hỏi được. Không, 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 không có mua chị. Chị đi bán. Chị đi bán đi. Dạ, con chào nội. Nội, nội bán gì vậy nội? Ăn dâu. Dạ, nó bán có mấy trái vậy thôi à nội? Ờ, nó dạ. Năm nay nó được mấy mươi rồi? 60. Dạ, 60 mấy nội? 60. 60 à? 60 hả? Dạ. Dạ. Rồi một ngày nội bán, cô bán như vậy cô trừ chi phí thì cô còn được bao nhiêu? Ăn nó ăn trở lại rồi. Ít chữ vậy đó hả? Không, cô? Không, không có là nhiều đâu. Mà bây giờ cô ở với ai? Ở với mình à. Dạ, cô không có gia đình hả? Không, không có con gì hết. Dạ. Bữa nay thì gặp cô là cái duyên nha. Bữa nay con xin chú Chí ở Mỹ sẽ tặng cho cô một phần quà nho nhỏ. Dạ. Để cho cô bớt vất vả hơn. Dạ. Trong cuộc sống của mình nha. Dạ. Dạ. Cô đếm giùm con xem chú Chí tặng cô bao nhiêu. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Mời. Cô có nhắn gửi gì với chú Chí không? Cảm ơn chú Chí. Dạ.
Với cô cho con hỏi một câu nữa nha. Dạ. Cô có bên Phật giáo, cô có bên đạo Phật không? Có đạo Phật. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho cô thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Dạ. Cảm ơn nè. Dạ, chúc cô sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú Chí nha. Dạ, xin phép chào cô. À, chào anh. Dạ, chúc anh gia đình sức khỏe nha. Chúc anh gia đình sức khỏe hơn. Cảm ơn anh. Đồ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Đây là lúc nào cũng có trong kinh hết trơn á. À dạ, quý quá. Quá lâu rồi. Dạ. Để nói giờ nói không biết như nào mới gặp được thư như bên ngoài luôn. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ, chúc anh vui vẻ bán đất nha. Qua cái quay chợ Vĩnh Hòa. Dạ đúng rồi. Tới nào bữa nay xuống sờ xuống chợ voi à. À hay quá anh. Anh đón lịch trình của em luôn ha. Nói với vợ với con mà kêu con ra nè, vợ với con ra nói ra đây coi Khương Như Bình quay chợ ông voi nè. Cảm ơn anh. Nói đó qua. Dạ, anh giữ gìn sức khỏe nha. À lúc nào bên gia đình cũng bình an và sức khỏe ha. Cảm ơn anh. Dạ, em xin phép chào anh nha. Chúc kênh mình ngày càng phát triển nha. Dạ, cảm ơn anh. Quay YouTube có bà già cùng cục ngồi quán này quay bả gì coi. Dạ con chào ngoại. Dạ. Ngoại ơi, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? 70. Dạ, ngoại đang bán gì vậy ngoại? Nga dao bánh cải rồi vậy con. Dạ. Ngoại bán con nhiêu đây thôi hả ngoại? Bán bữa nhiêu. Dạ. Còn một ngày ngoại hai chồng già sống, ổng là dạ. Tai biến. Dạ, ông ngoại được mấy mươi rồi ngoại? Ngoại 72. Dạ, rau này là ngoại đi hái hả? Dạ, đi hái không đó Trinh. Bữa nào mà hên lắm ngoại bán một ngày được bao nhiêu ngoại? À, bán hên lắm thì được 6-70. Dạ, còn xui xui nhiêu ngoại? Xui xui 4-50. Ít dữ vậy đó ngoại ha. Dạ, thì bữa nay gặp ngoại là cái duyên nha. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Anh ta ngày hôm nay chú Chí có phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho ngoại nha. Cảm ơn con. Dạ. Ngoại đếm giúp giùm con xem chú Chí tặng ngoại bao nhiêu. 5. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Mừng quá, vui. Ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Nói chú Chí cũng chúc giàu giàu sức khỏe chú đó, mạnh giỏi nên có tiền cho cô bác. Cảm ơn ngoại. Dạ, cảm ơn con luôn. Ngoại cho con hỏi thêm một câu nữa nghe. Ngoại có bên đạo Phật không? Đạo Phật giáo Hòa Hảo. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho ngoại hai cái máy nghe kinh. Một cái ngoại để cho ông ngoại nghe và một cái thì ngoại nghe nha. Dạ. Cảm ơn con. Cũng là của tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại nha. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Dạ. Dạ đây là cục sạc nha ngoại. Dạ, chúc ngoại và ông ngoại sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú Chí nha. Cảm ơn con luôn con. Con cảm ơn ngoại, con xin phép chào ngoại nha. Để bán hết sớm về sớm nha. Dạ. Bán ngoại mới đi tháng giao gì, dạ. Dạ, con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán. Dạ, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi. Dạ, ngoại được mấy mươi rồi. Ngoại được bao nhiêu tuổi rồi? 71 rồi. 71 rồi hả ngoại? Khoai nha. Dạ, ngoại người dân tộc hả? Dạ, 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 dạ. Ngoại ơi, ngoại có thể ngoại mở nón cho con hỏi thăm chút xíu được không? Dạ. Dạ, dạ. Xin có. Bao nhiêu đường kia á? Dạ, có vẻ như ngoại không hiểu. Dạ. Bữa nay ha, con dạ, sẽ dạ, xin dạ, dạ. Chú Chí ở Mỹ. 71 cũng vậy em ơi. Dạ. Chú Chí ở Mỹ tặng cho ngoại nha. Dạ. Dạ. Chú Chí ở Mỹ tặng cho ngoại. Chúc ngoại sẽ bớt vất vả nha. Đang quay khoai không? Dạ. Dạ, chúc ngoại sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú Chí nha. Xin phép chào ngoại nha. Dạ dạ dạ. Đây ăn đi. Dạ, con chào ngoại. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? 65. Dạ, còn ngoại đang bán gì vậy ngoại? Bán này nè. Dạ. Rau với ốc này là cô mua bán lại hả? Đi hái. Dạ, còn một ngày mình bán bữa nào hơi lắm được bao nhiêu cô? 60-70. Dạ. Dạ. Cô ơi, cô có thể mở nón cho con hỏi thăm thêm chút xíu nữa nha. Rồi cô lợi ích vậy thì cô có lo cho ai trong gia đình không? Cô có gia đình mà cô ở với thằng em cũng 10. Dạ.
vậy là con không có gia đình. Dạ. Dạ. Thì bữa nay gặp cô là cái duyên ha. Bữa nay con sẽ xin phép chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như cô. Anh ta ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho cô nghe. Cô cảm ơn con nè. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Dạ cô vui lắm. Cô có nhắn gửi gì với chú Chí không? Nhắn gửi là cảm ơn chú Chí, nhờ dạ. chú Chí giúp đỡ. Cảm ơn cô. Với cô cho con hỏi cô có bên đạo Phật không? Cô đạo Tâm Kỳ đạo Bồ Đề ấy con. À dạ, chúc cô giữ gìn sức khỏe, bán hết sớm về sớm nha. Cảm ơn con nha. Xin phép chào cô. Dạ. Cô đây dạ, này. Dạ, dạ con chào nội. Nội, dạ. Nội bán gì vậy nội? Bán tài cốc tuổi. Dạ, nội bán con nhiêu đây thôi hả nội? Dạ. Nội năm nay nhậu được mấy mươi rồi nội? 70. Dạ, rồi là anh này nội mua bán lại hả? Dạ, nó mua bán lại không à, hồi dạ. năm nào giờ. Ông bán dạ. năm nay 23 năm rồi bán, này là 20 năm rồi. Dạ, rồi một ngày nội bán như thế này thì nội trừ chi phí thì nội còn được bao nhiêu? Còn 900 dữ. Dạ, mà nội lợi ích vậy thì nội có lo cho ai không? Cháu nội con này mặn hết rồi. Dạ. Nàng chắc không. Thì bữa nay gặp nội là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin chú Chí ở Mỹ sẽ tặng cho nội một phần lì xì nha. Dạ. Dạ. Thì của ít lòng nhiều. Dạ. Chú Chí chúc nội sức khỏe và bớt vất vả nha. Dạ. Nội cho con hỏi một câu nữa là nội có bên đạo Phật không? Đạo Phật. Vậy thì con xin chú Chí tặng cho nội một cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Em xin 200 đi. Dạ. Rồi chúc ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Cho em đi nay. Dạ. Cho cái máy đầu năm. Ông này ông già quá. Em đào được xin đi nay. Nội năm nay nội được mấy mươi rồi mọi. Năm nay 70 rồi. Dạ, nội nội có thể mở nó cho con hỏi thăm chút xíu nha. Một ngày nội bán được bao nhiêu tờ? Ngày đó 200 đi nay. Quá khổ mà không biết gì. Nội bán gì vậy thì nội có lo cho ai trong gia đình không? Cho đó một vợ hai con. Dạ. Bữa nay con xin chú Chí ở Mỹ tặng cho ông nội một phần lì xì nha. Của ít lòng nhiều. Chú Chí chúc nội sẽ bớt vất vả hơn trong cuộc sống nha. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn gửi về Mỹ. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Ông nội cho con hỏi một câu nữa là ông nội có bên đạo Phật không? Đạo Phật đâu có đại ha mấy. Đạo Phật. Dạ. Thì đạo Phật thì con sẽ xin chú Chí tặng cho ông ngoại một cái máy nghe kinh nha. Dạ. Dạ. Chú ông ngoại sẽ bớt vất vả nha. Dạ. Dạ đúng rồi, cảm ơn chị. Em theo dõi anh mày bây giờ quá xa. Chúc chị gia đình sức khỏe nha. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Thôi em xin thoát thân. Rồi cảm ơn anh nha. Đông quá không khó làm việc lắm. Dạ. Chắc lại đi cũng khúc đó cũng gần à, cũng còn có vài sạp nữa là hết rồi. Nhưng mà bà con lại đông quá, càng lúc càng đông thì em xin phép thôi, em đi. Là chợ này mới là ngôi chợ chính ở tại Tân Châu. Mời cô chú anh chị cùng thóc thân với em. Nói chung tại bà con đông quá thì em không có làm việc được á. Dạ, với lại người trẻ có, người vừa có, người lớn tuổi có. Dạ. Mà tập trung cùng một lượt như vậy thì nó sẽ gây chú
trung đông người nó sẽ không có an toàn đó cô chú anh chị. Có giờ mua dần nữa. Dạ, con chào ngoại. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? Dạ, ngoại ơi, ngoại có thể ngoại mở nón cho con hỏi thăm chút xíu nha. Dạ, ngoại đang bán gì vậy ngoại? Dạ, rau ha. Một ngày ngoại bán về ngoại trừ chi phí thì ngoại còn được bao nhiêu? Bán gì ngày là 50-70. Dạ, mà cô lợi ích vậy thì cô có lo cho ai trong gia đình không? Ba con cháu. Dạ, bác trai được mấy mươi rồi cô? Bác trai bỏ đi có vợ khác rồi, cấp ba mấy tuổi. Dạ, bữa nay thì gặp cô là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như cô. À nay ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho cô nghe. Dạ, cảm ơn. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Cô có nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ, được cảm ơn chú Chí nhiều. Dạ. Cảm ơn cô. Cô cho con hỏi một câu nữa nghe, cô có bên đạo Phật không? Dạ đạo Phật. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho cô thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật. Cô thích không? Dạ. Dạ, chúc cô sức khỏe nghe, với tấm lòng của chú Chí. Con xin phép chào cô nghe. Dạ. Bà nói là tới đây mà người ta sẽ còn đi theo em nữa cô chú chị. Bây giờ thì trời mưa lâm râm nó hơi lớn hơn chút xíu rồi. À, bây giờ thì em sẽ tổng kết lại số tiền nha cô chú anh chị. Trong tổng số tiền là 10 triệu thì em còn 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Vậy là em còn 4 triệu 2 thì tổng số tiền là 10 triệu của anh Chí. Thì chân thành cảm ơn anh Chí rất là nhiều đã hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi ở tại chợ Ô Môi ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị nhiều lắm. Dạ, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo. Dạ, hẹn gặp lại.